Đây là những hình ảnh được chúng tôi ghi nhận vào ngày 11 tháng 6 năm 2021 trên tuyến đường 1 tháng 5 thành phố Vĩnh Long. Nếu như trước đây, vào những buổi tối, thường xuyên xuất hiện cảnh mua bán chiếm dụng lòng lề đường gây ách tắc giao thông thì hiện đã thông thoáng hơn. Có được kết quả này là do thời gian qua, Ban Quản lý chợ Vĩnh Long đã phối hợp với các ban ngành có liên quan trong việc thường xuyên tuần tra nhắc nhở các hộ mua bán lấn chiếm các tuyến đường thuộc khu vực chợ Vĩnh Long. Tại khu vực này, trước đây thường xuyên xuất hiện cảnh tiểu thương bày đủ loại hàng hóa nông sản ra lề đường và xuống tận lòng đường mua bán, tạo ra khung cảnh hỗn độn ở khu vực chợ, thì nay đã trật tự hơn. Tại khu vực bán mặt hàng trái cây cũng được bố trí trật tự gọn gàng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng khi đến chọn mua. Thì bây giờ thì thấy thứ nhất là đường xá xe cộ đậu nó cũng ok, mua thì mình lựa xếp hàng như vậy nè, ví dụ quầy nào mình cũng có thể mình lựa theo ý mình được, và mỗi quầy nó gần với nhau, nó tạo sự thuận tiện khi mình mua. Thì từ hồi cái tình hình trật tự nó lặp lại đó, là đường thông hè thoáng, rồi cái tiểu thương mua bán cũng thuận tiện hơn, như xe cộ đồ người ta ghé khách hàng rồi người ta giao dịch nó dễ dàng hơn là lúc trước. Thì thời gian qua là chợ phối hợp với các ngành, các địa phương và địa phương thường xuyên là tăng cường cái công tác tuần tra giải tỏa, thành lập các tổ là chuyên về lập lại trật tự các tuyến đường trong khu vực chợ, là thành phần là gồm có ban quản lý chợ, rồi lực lượng của sở công thương, rồi phối hợp với công an phường, ủy ban phường, thanh tra giao thông để mà tuần tra xử lý các cái đối tượng mà mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Thì qua thời gian thực hiện thì cái cũng có diễn biến tích cực, các cái hộ mà bán hàng rong thì cũng nhận thức được cái vấn đề là mua bán như vậy là không đúng thì cũng có chấp hành. Rồi, tuy nhiên thì sắp cũng vẫn còn cái tình trạng mà mua bán lấn chiếm vỉa hè, cái trong các cái thời gian mà không có cái tổ công tác á thì vẫn còn xảy ra, thì sắp tới thì chợ cũng đang tiếp tục là tăng cường về cái công tác này. Với quyết tâm không để xảy ra tình trạng lấn chiếm tái diễn, Ban Quản lý chợ Vĩnh Long cũng cho biết, thời gian tới bên cạnh tuyên truyền nhắc nhở sẽ mạnh tay xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm. Được biết, tới đây Sở Công Thương cũng sẽ bố trí địa điểm cho các hộ kinh doanh ngành hàng tự sản tự tiêu. Điều này sẽ góp phần rất lớn trong việc giải quyết tình trạng thiếu nơi buôn bán cố định trong thời gian qua, qua đó cũng góp phần giải quyết tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường tái diễn như từng xảy ra.